Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn nhanh cho mọi người cách cắt cái áo như trong hình nhá. Bạn nào mới học may thì không hiểu được cách hạ thì bây giờ mình sẽ cách hạ và cách cộng của cái phần sườn. Bây giờ các bạn nhìn này. Vào cổ 6,5 xuống cổ 6,5, kẻ xéo ra cổ, đúng không ạ? Tiếp đến từ cái phần trên này hạ xuống vai là 1/10 vai hoặc là 1/10 vai cộng 0,5. Chúng ta có cái đường ngang này và lấy 1/2 ngang vai rồi kéo lên là ra phần vai. Hạ cái phần là từ trên này xuống đây, hạ sườn bình thường chúng ta hay hạ 19 thì đối với cái áo này ấy, cái phần ben sườn này bỏ đi, đúng không? Và cái phần ben dưới ngực này chúng ta cũng không dùng. Vì thế khi mà cái ben này chúng ta không dùng, cái này bỏ đi thì chúng ta sẽ phải hạ vòng neck sâu hơn. Chúng ta sẽ lấy từ trên này này xuống đây là cái vòng ngực này, các bạn sẽ lấy cho mình là 20 cm nữa và chúng ta sẽ lấy thành hạ 20 cm. Và cái phần vòng neck này thay vì chúng ta đánh nó xuống đây bình thường này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải đánh cong cho cái phần vòng neck này nó được rộng hơn một xíu. Và tiếp đến cái phần ngang của ngực này. Áo sơ mi bình thường ấy thì chúng ta cộng với này 1. Thì cái phần đây này, các bạn sẽ lấy phần ngang ngực này cộng với 2 hoặc 3 cho mình. Các bạn nhớ nhé, lấy 1/4 ngực này cộng với 2 hoặc cộng 3 cho mình. Rồi mình cộng với 2,5 này. Và cái phần dưới mông này chúng ta cũng lấy 1/4 mông cộng với này 2 hoặc 3 như ở trên này. Trên này chúng ta cộng bao nhiêu thì xuống đây chúng ta cộng bấy nhiêu, đúng không ạ? Và chúng ta kẻ thẳng nó sang. Đó. Sau khi có cái phần này rồi thì chúng ta sẽ kẻ thẳng cái phần eo này ra và nối phần, chúng ta sẽ đặt cái thước này vào đây này. Và nó cắt ở cái đoạn eo này thì chúng ta sẽ vào đây cho mình khoảng 1,5 cm và kéo xuống. Đó. Bạn nào bụng to thì có thể đánh vào 1 cm mà không cần đánh vào 1,5 nhá. Vậy là các bạn thấy là nó sẽ xoay chuyển này. Đối với cái công thức áo cơ bản ôm ấy thì nó sẽ ở trong này. Đó, và nó có cái phần eo ở đây nhưng cái phần áo này ấy nó không có eo ở đây luôn. Nó rộng ra thế này là xong. Còn phần trên này ấy, thì các bạn sẽ lấy vào cái phần vai này cho mình là khoảng 6 cm này, đúng không ạ? Vậy từ trên này vào đây 6 cm thì đo thử sang bên tới đường chính của nó đây này, đúng không ạ? Đường này là đường vải của nó đây, vải gấp đôi các bạn nhé. Đó, đường này là đường vải gấp đôi này. Đó, gióng sang đây là 12 cm. Thì các bạn sẽ lấy ngược từ dưới này này nên trên này cho mình là từ 8 cho tới 9 cm. Hạ nách chính này hoặc từ cái đường này nên đây hoặc 8 hoặc 9, chúng ta đánh vuông góc sang đây. Và chúng ta khi đánh vuông góc sang đây này, từ đây vào đây là 12 thì chúng ta sẽ lấy từ đây vào đến đây là 10 cho mình. Đó, và các bạn kẻ xéo lên trên này. Sau khi có rồi thì các bạn sẽ thấy này, nếu các bạn để vuông góc mà thẳng như thế này này thì mặc cái ngực nó sẽ bị hớt. Và trong hình thì nó hơi chúi xuống, các bạn thấy không ạ? Các bạn sẽ lấy ngược lên đây cho mình từ 1 cho tới 1,5 cm. Từ 1 cho tới 1,5 nhá, mình lấy lên đây là 1,5 này, mình kéo nó sang đây là nó ra cái phần phía cổ. Và từ cái đường hạ eo này của chúng ta này, bình thường chúng ta hay lấy phần hạ eo này vào là 1/10 ngực trừ đi 0,5 đây này. Hạ tim ngực là 23, lấy luôn cái điểm 23 này, chúng ta sẽ nối lên trên này. Đó, vượt tiêu cái phần ben này đi 1 cm để cho cổ nó không bị đờ phô ấy. Đó, vậy là chúng ta sẽ có cái phần cổ ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy này, khi chúng ta trượt tiêu cái này ấy thì chắc chắn là nó sẽ bị cong lên. Bởi vì sao? Bởi vì bình thường chúng ta xoay chuyển chúng ta hay mở ni sườn đây này. Nhưng cái này không có ni sườn, vậy thì chúng ta sẽ mở ở đâu? Bình thường chúng ta không có ni sườn ấy, chúng ta sẽ mở nó ra cái đường giữa ở dưới này và khép cái phần này lại. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cong cái phần sa vạt này. Vậy muốn mà trượt tiêu được cái ben này, chúng ta sẽ mở cái phần dưới này ra và gấp cái phần ben này lại này. Đó, thấy không ạ? Chúng ta khép cái phần ben này lại và mở cái phần dưới này ra. Rã đường này ra là cái hình thân trước nó bị mất đi, nó sẽ khó làm.
thì chúng ta phải đặt cái thân này lên trên này và chúng ta cắt phần thân sau đi. Cái phần bên sườn này các bạn sẽ đánh y như cái rập cũ của cái phần thân trước này. Và cái dưới này đánh nó vào đây. Đó. Trên này ấy, thì các bạn sẽ lấy phần rông vai lên đây cho mình. Cái phần rông vai trên này thì các bạn sẽ thấy này, đây là phần thân trước này. Đó, phần thân trước nó nằm ở đây. Các bạn sẽ rông vai lên cho mình khoảng 3 cho tới 3,5 cm. Các bạn đánh phần rông vai như thế này. Và cái phần ở trên này các bạn sẽ đánh. Các bạn không cần phải vẽ cái gì cho nó khổ cả. Các bạn chỉ cần lấy từ cái điểm chính của cái phần vòng nách trước đây này. Đây, cái phần nách trước đây, đúng không? Phần nách trước như thế này. Mở nó ra này, các bạn chỉ cần đánh phần thân sau ấy, nó tăng lên cái đoạn này cho mình là khoảng 1 cm. Thế là xong, các bạn hình dung nhá. Đó. Và mở như thế này, có phải là cái đường này chúng ta lấy dấu đường ngang của cái ngực này ra đây. Vậy là chúng ta có cái phần thân sau rồi này. Rồi tiếp đến cái phần thân sau này, khi mà kéo lên trên ấy, chúng ta sẽ kéo lên cái phần vai thân trước bao nhiêu sẽ lấy sang đây bấy nhiêu. Đó, lấy thẳng lên đây. Khi lấy lên rồi có phải nó ở đường này không? Chúng ta sẽ lấy từ trên cái đường vai cũ ấy, chúng ta lấy xuống bao nhiêu? Đó. Chúng ta lấy từ trên đầu vai này khoảng 7 hoặc 8 cm xuống đây. Sau đó là chúng ta kẻ vuông góc sang đây. Đấy. Vậy nếu mà chúng ta để vuông góc ấy thì chúng ta sẽ phải kẻ cho cái đường này xuống đây cho mình 1 cm. Đấy, nếu chúng ta đi theo đường vuông góc này xuống đây thì đừng có để ngang như thế này, đánh xuống đây 1 cm cho mình. Đấy. Và sau đó là cái phần đây này, cái phần ở ở trên này này, nếu mà mình không thích vuông, mình có thể đánh cong cái phần này như sau. Các bạn sẽ lấy từ đây đến đây thành 3 phần và như thế này. Các bạn sẽ kẻ cái phần này. Đó. Sau đó là các bạn sẽ kẻ cái phần này. Kẻ nối từ đây đến đây, đúng không ạ? Nối cái đường ở giữa này. Sau đó chia đôi cái phần này ra này, các bạn sẽ đánh cong phần này cho mình. Đó, thì nó sẽ ra cái phần cổ phía sau cho các bạn. Nếu các bạn muốn đánh cổ vuông thì cắt theo cái đường này. Còn nếu không thì cắt theo đường này, nó sẽ ra cổ tròn. Đó. Và sau, và các bạn nhớ cho mình này, từ cái đường đây là sa vạt của phần thân trước. Đây là sa vạt của thân trước, các bạn sẽ lấy lên phần sa vạt này cho mình. Đánh cong lên từ 0,7 cm. Đánh cong lên 0,7 cm, đánh như thế này. Đó. Và cái phần thân sau nó sẽ như thế này. Vậy là xong phần thân sau nhá. Và cái phần eo này này, cái phần eo này các bạn lấy dấu thì các bạn cũng kẻ sang cho nó ra hình thân sau này, đúng không ạ? Cho nó ra phần eo. Đây là thân sau của nó các bạn nhé. Và đây là thân sau. Bây giờ các bạn sẽ về phần thân trước. Các bạn sẽ mở ra. Bây giờ các bạn sẽ lấy này, thân trước này, các bạn sẽ gắn cái cổ này vào. Và khi gắn cái cổ này vào, các bạn sẽ mở cái phần này ra cho mình. Đó, các bạn thấy không ạ? Sau khi mở nó ra thì nó sẽ xòe cái phần thân này ra, các bạn sẽ cho giấy vào đây và gắn lại. Đó. Nó sẽ mở ra cái phần này cho các bạn là khoảng 3,5 cm. Thì đương nhiên là nó bị xòe ở dưới này này, các bạn có thể đánh vào cong cho mình như thế này. Các bạn thấy không ạ? Và mình gọt cái phần này đi. Đó. Vậy là phần thân trước của chúng ta đây này. Đây là phần thân trước của chúng ta. Còn đây là phần thân sau. Ở cái phần thân trước này, sau khi mình cắt xong ấy thì cái phần trên cổ này, từ trên cổ này xuống dưới đây khoảng 5 cm, các chị đánh cong tròn cái phần này. Đó. Và sau khi cắt, lấy cái kéo cắt xong thì nó sẽ ra cái hình giọt nước như thế này. Và chúng ta viền cái phần này đi. Rồi cái dây này các chị để dư ra là cột ở đằng giữa này thì nó sẽ ra cái nơi như trong hình các chị nhé. Chúng ta sẽ cắt tay từ đây vào đến cắt tay thì vải đây là vải gấp đôi nhé các bạn nhé. Cho các bạn sẽ lấy cho mình này, từ ngoài này vào đây là 3 cm để cho chúng ta nhúm này. Tiếp đến chúng ta sẽ lấy vào đây cho mình là 1/2 bắp tay cộng với 3 cm cử động này, đúng không ạ? Và phần này bình thường chúng ta hay tắt cắt tay cơ bản đấy, chúng ta sẽ lấy xéo ra đây là 1/2 vòng nách ở đây này. Và chúng ta chia ra làm 3 phần bằng nhau và chúng ta đánh cái phần này. Đó. Thì cái nhúm ấy thì chúng ta chỉ cần biết là
Cái phần nhúm này chúng ta chỉ cần biết là từ đây này, đúng không? Chúng ta chỉ cần đánh cong lên đây cho mình. Đấy, thì có nghĩa là từ đây lên đến đây khoảng 1 cho tới 1,5cm đánh cong ra. Và nó được nấn theo cái đoạn này ra đây này, nó sẽ được nhúm trên đầu vai, nhúm nhẹ thôi, nó không nhúm nhiều. Và cái phần này từ đây ra đến đây 1 phần 2 bắp tay cộng với 3cm cử động này, nó là 17 này, đúng không ạ? Từ đây ra đây 17. Chúng ta sẽ lấy từ đây ra đến đây 17. Đấy, và chúng ta sẽ cộng thêm cho nó khoảng 3cm nhúm. Thì chúng ta sẽ đưa nó ra như thế này, đúng không ạ? Tiếp đến cái phần này chúng ta sẽ đánh cong từ đây ra đến đây là khoảng 3cm. Tiếp đến cái phần này chúng ta từ đây ra đến đây các bạn sẽ lấy ra cho mình khoảng 2 cho tới 2,5. Các bạn sẽ lấy từ đây ra đến đây là từ 2 cho tới 3cm. Các bạn đánh cong phần này cho mình là nó ra cái phần nhúm ở đây này. Vậy thì phần nhúm sẽ được tính như thế này. Từ đây ra đến đây là 12, khoảng là 12cm là cái tay chính của mình ấy, cộng với 2,5cm cử động này, đúng không ạ? Cử động là đẩy cho nó chạy, cho nó thoải mái cái tay ấy. Và từ đây ra đến đây này, nó sẽ là độ nhúm của chúng ta ở đây. Nó sẽ là độ nhúm của cái phần tay trong này. Vậy nếu mà từ đây, vậy khác là, có nghĩa là cái phần ở đây này, từ đây ra phần còn lại là 8cm này, đúng không ạ? Để cho chúng ta nhúm vào trong này này, nó sẽ ra vòng nhúm. Còn nếu mà các bạn không thích cho nó nhúm nhiều ấy, thì từ đây này, đây, nếu mà các bạn không thích nhúm nhiều thì từ đây ra đến đây là 17, từ đây ra là 17 mà mình nói là cộng thêm 3 thì các bạn có thể cộng thêm 1,5 thôi. Nó sẽ đi vào trong cái đường này. Đấy, nó sẽ nhúm bớt lại. Còn bạn nào mà không thích nhúm nhiều nữa thì chúng ta có thể lấy luôn cái đường thẳng này. Đấy, chúng ta có thể lấy luôn đường thẳng này và đưa cái phần tay nó vào đây thì cái phần nhúm này nó sẽ được bớt hẳn lại luôn. Vậy nhé các bạn nhá. Vậy là cái tay của chúng ta đã xong rồi. Nhúm ở đây là sẽ ra cái phần tay.